Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Rotadin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Rotadin cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Rotaudin Hoạt chất Rotaudin Dạng bào chế Viên nén Công dụng và chỉ định Chỉ định, mất ngủ do các nguyên nhân khác nhau. Có thể dùng hỗ trợ giấc ngủ trong các trường hợp ngủ không sâu hoặc ngủ không đủ giấc. Cách dùng Thuốc dùng đường uống Liều dùng Điều trị giúp an thần gây ngủ người lớn đặt dưới lưỡi 1 đến 2 viên một lần ngày một lần trước khi ngủ trẻ em trên 1 tuổi 2mg 1 kg cân nặng chia làm 2 đến 3 lần một ngày giảm đau dùng liều gấp đôi liều an thần gây ngủ chống chỉ định không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc lưu ý khi sử dụng không dùng thuốc này với các loại thuốc ngủ khác hoặc đang dùng thuốc ức chế thần kinh trung ương, cần phải ngừng thuốc trong trường hợp có biểu hiện dị ứng, chóng mặt, tác dụng phụ. Thuốc có thể gây một số tác dụng phụ như rối loạn nhịp tim, nhịp tim chậm, nhịp tim nhanh, rối loạn điện tim, nôn. tương tác. Với liều cao có tác dụng chống co giật do corazon, strychnine và sốc điện gây nên gia tăng tác dụng khi phối hợp scopolamine và giảm tác dụng khi phối hợp với physostigmine. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Rotaudin, đồng thời biết cách sử dụng Rotaudin, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham